Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh lóc của Hải Nội dung trong video này thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn Đó là mở thẻ game Z của ngày hôm nay Đó là ngày 3 tháng 7 nha các bạn Cũng như là ghép thẻ của dự án PC Tab, PC World nha Rồi đầu tiên mình sẽ mở thẻ nha Ở Dự án game Z nha Các bạn bấm vào cái phần minor nè Chúng ta sẽ mở cái thẻ đầu tiên nha các bạn Rồi cái thẻ đầu tiên thì các bạn bấm vào cái tab đầu tiên nha Các bạn kéo xuống dưới các bạn mở cái thẻ này cho mình nha Đây là cái thẻ mà có hình kê rìu nè Cái thẻ uh, Big bitcase nè Các bạn mở thẻ này nha rồi như vậy là mình đã mở cái thẻ đầu tiên nha các bạn. Bây giờ mình mở cái thẻ thứ hai. Rồi và cái thẻ thứ hai cũng mở cái tab đầu tiên luôn các bạn. Kéo xuống dưới các bạn mở cái thẻ có cái hình này mà. đây là cái hình là vali nè, first orchid nè, các bạn mở thẻ này nha. Rồi như vậy là mình đã mở hai thẻ thành công nha các bạn. Bây giờ mình mở cái thẻ cuối cùng nha. Rồi và cái thẻ cuối cùng á, các bạn bấm vào cái phần uh, basal này cái phần cái tab thứ tư nha. Và uh, ở cái tab đầu tiên là nếu mà các bạn mở rồi thì nó nằm ở cái tab này nha. Còn bạn nào chưa mở thì nó nằm ở cái tab này nha. Mình thì mình mở rồi uh, thì nó nằm ở cái tab này. Rồi các bạn kéo xuống dưới các bạn mở cái thẻ có hình con chó nè. Cái thẻ cái thẻ này nè, đây, cái thẻ này nha. Rồi các bạn mở cái thẻ này. Rồi như vậy là mình đã mở thành công đó là ba cái thẻ để nhận 5 triệu sâu của dự án game Z nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ ghép thẻ dự án đó là bc Tab nha các bạn. Rồi đầu tiên thì các bạn kéo cái con đầu tiên này lên luôn nè. Đây cái con đầu tiên nha các bạn. Rồi và con thứ hai là cái con gần cuối nè, các bạn kéo lên. Rồi và cái con thứ thứ ba là cái con châu nè, cái con ở giữa nè, các bạn kéo lên. Rồi và cái con cuối cùng là cái con này nha các bạn. Đây. Rồi các bạn kiểm tra lại một lần nữa nha. Rồi các bạn bấm vào nút kiểm tra nè. Rồi uh, bấm vào yêu cầu bồi thường nha. Rồi như vậy là mình đã nhận thành công uh, daily combo ghép thẻ ngày hôm nay nha. Các bạn cũng đừng quên nhận phần thưởng hàng ngày điểm danh hàng ngày nha các bạn. Đây, mình cũng uh, nhận phần thưởng hàng ngày nha. Rồi và dự án của chúng ta thì cứ sau 8 tiếng các bạn vào bấm claim một lần nha. Đây là một dự án uh, có cộng đồng phát triển khá là nhanh đó các bạn. Thì hiện tại dự án đã có gần khoảng 30 mấy gần 40 triệu người đăng ký khai thác cái dự án này rồi nha các bạn. Mặc dù nó chỉ mới uh, ra mắt đó là khoảng một tháng này thôi các bạn. À, dự án này được hỗ trợ bởi những cái hãng game rất là lớn nha các bạn và cái đường link đăng ký mình sẽ để bên dưới phần bình luận cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.